Sapo xin chào tất cả các anh chị đang sử dụng phần mềm Sapo Go. Hiện nay bán được hàng là một điều rất khó, nhưng làm sao để quản lý khách hàng hiệu quả để họ quay trở lại và mua hàng lần thứ hai là điều hết sức quan trọng. Hôm nay Sapo sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cách để quản lý khách hàng tập trung trên Sapo Go. Đầu tiên, trong giao diện Sapo Go, các anh chị chọn phần khách hàng và đối tác, sau đó nhấp chuột vào phần khách hàng. Giao diện tổng quan sẽ chứa các thông tin cơ bản nhất về khách hàng. Anh chị nhấp chuột vào từng khách hàng để xem thông tin chi tiết. Sapo Go đã thiết kế để phần chi tiết khách hàng có nhiều thông tin cụ thể và cần thiết nhất. Việc chăm sóc khách hàng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận thông qua những thông tin ghi lại về khách hàng. Phần lọc thông tin về khách hàng sẽ cho anh chị thấy có nhiều kịch bản chăm sóc khách hàng để khai thác và tiếp cận với khách hàng để họ quay trở lại và mua hàng lần thứ hai. Ví dụ, thông qua các chương trình khuyến mại giảm giá với tệp khách hàng có ngày sinh nhật vào tháng 11, anh chị lọc thông tin khách hàng dựa trên ngày sinh hoặc khoảng ngày sinh. Cách này là cách cơ bản nhất để marketing đối với khách hàng. Ngoài ra, anh chị cũng có thể gắn chung tệp khách hàng vào một tệp để chăm sóc. Ví dụ, tệp bán buôn, bán sỉ, các khách hàng trong tệp này sẽ nhận được thông báo khi hàng của anh chị về kho và sẵn sàng phân phối. Có rất nhiều kịch bản khác nhau có thể áp dụng để marketing và chăm sóc khách hàng của anh chị. Để thêm mới khách hàng, anh chị nhấp chuột vào thêm khách hàng và nhập các thông tin cần thiết về khách hàng. Anh chị cũng có thể xuất nhập file khách hàng thủ công bằng file Excel có sẵn của anh chị. Vậy là Sapo đã hướng dẫn thành công cho tất cả các anh chị cách để thêm khách hàng mới và quản lý khách hàng tập trung trong Sapo Go, cũng như các kịch bản chăm sóc khách hàng cơ bản nhất. Sapo xin chúc tất cả các anh chị quản lý khách hàng của mình thật tốt.